Thế rồi các bạn ơi, vậy là sắp đến giờ phá cỗ trung thu rồi các bạn ơi. Mọi người đã tập trung ở đây rất là đông rồi các bạn này. Đấy. Ui. Ai kìa? Hà Ninh ở trông như kiểu là bà cô ở đâu ấy. Ngày gì mà Hà Ninh được tặng quà ấy. Ui, bố là đẹp đấy. Đẹp đấy. Cái gì vậy? Cho bác cái. Ui ông không biết Hải Ninh là Jinsu à? Ông không biết Jinsu là Hải Ninh à? Phá cố đi. Sắp tú gì quá. Ôi cả nhà, các bạn ơi, vậy là nhà bà ngoại đã tụ tập được rất là nhiều đông con cháu rồi. Hải Ninh là em bé sắp sửa sinh ra đời vào ngày tới. Bà tuyên bố đi. 24 hay là hôm nay coi như tổ chức sinh nhật Hải Ninh hôm nay nhỉ? À đúng rồi, coi như hôm nay là tổ chức nhá. Lần này Hà Ninh lần này có mời bạn trai đến không? Ui 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 kìa, để bà phát biểu kìa, im mồm để bà phát biểu. Ui cái gì kìa, thế bà cái gì kìa, bà có tiền gì kìa? Bà chưa nói xong thì phải cái xong rồi. Ui. Kinh nhờ, bà phát tiền như mưa rơi kinh thế nhỉ. Thôi bây giờ đến bổ bánh đi. Bố nhổ nước bọt đấy rồi. Bố nếm tay bố cho nước bọt đấy. Thôi bây giờ là gì mình sẽ bắt. Ô kìa, Hàn khó chịu đấy. Chặt cái gì? Bối rất bối có tính hiếu thắng nhỉ, càng nói bối càng làm. Lêu lêu bối chuẩn bị khóc đúng không? Bối có phải bố chuẩn bị khóc không? Ô đánh cả mẹ luôn. Ai à, cái gì kìa, nhạc ở đâu ấy rồi? Trời ơi An ơi, đi tu à? Nào nước mặt bánh trung thu thì trong đoàn được. Bối mất tiền rồi, tiền bối đâu? Kia kìa, một tí đồng tiền nó nói ra kìa. Bánh to đấy nhỉ? Thôi, bây giờ thì mình cắn cho bối rồi một miếng. Cắn đấy, nó nhanh đi. Cắn.
Bánh đấy là bánh gì đấy? Trung thu. Sao cắt nhiều ấy? Bao nhiêu ấy? Rồi các bạn ơi, nhìn quả này to dã man chưa? Như quả bưởi luôn này. Đúng rồi. Bình ơi, cắt gì nhỏ thế, bé thế? Thôi. Review. Bao nhiêu tiền cái bánh đấy? Mình có tin đâu, cái bánh này đến mai chỉ có 30.000 đâu. Rồi xin miếng nào. Cái gì nó có chất trắng ở giữa đấy? Rồi các bạn ơi, cùng thưởng thức bánh trung thu nha. Giá ủa. Mẹ ơi. Thành vừa ăn vừa rửa răng à? Ở đây chưa có nhỉ, bông bông mới. Ăn được. Mà con xin ơi, lấy cái 4 miếng bánh kia thế nào? Đấy. Một miếng nhỏ nhỏ thôi, không miếng bên đấy đâu. Đúng rồi, miếng ở giữa kia. Đấy. Ủa có cái gì đó? Bánh này bánh thập cẩm à? Nhân gì à? Nếp teo ra mắt. Cắt bánh dẻo. Bánh dẻo. Con đừng làm thế. Bông ơi bông. Bông tránh ra. Cho bác xem cắt bánh dẻo. Bánh này nha, vừa ngon ngon không? Cái bánh ở trong cái kia là ngon nhất. Bánh to à? Không, cái bánh kia ngon nhất. Không. Cái bánh đầu tiên đó. Rồi. Gặp biết tính anh bé. Bé anh không được. Tính người. Mi ơi Mi. Mi.